19, 20 tuổi làm giúp việc thì bà nổi luôn, cái lấy đâu ra? Các bạn bây giờ hả? Còn biết đánh máy vi tính, còn kiếm được tháng 7-8 triệu. Ngày xưa bản thân Mai làm tháng có 300 nghìn. Là bởi vì mình không có bằng cấp. Nhưng mà đừng bao giờ suy nghĩ là mình không có bằng cấp thì mình không có cơ hội để thành công. Bởi vì đôi khi mình cứ ì vào mấy cái bằng cấp mình cũng chết. Học và học nửa học mãi. Học là cái nền tảng, kiến thức để giúp chúng ta dễ dàng phấn đấu hơn. Mai hay nói với con trai của Mai thế này này, con gái của Mai thế này này. Các con phải cố gắng mà học. Các con có biết không? Ví dụ một người có trình độ nhận thức, một người có học cao, họ sẽ làm một cái việc đó trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Bản thân mẹ học hết cấp 2, mẹ phải làm cái việc đó 3 tiếng đồng hồ, thậm chí phải 4 tiếng đồng hồ. Và mẹ lúc nào mẹ cũng nói: Mai ơi, mày phải cố gắng, mày phải cố gắng lên nữa. Ngày xưa nhá, buổi trưa chị không có ăn, chị đi xung quanh xóm, chị thấy nhà ai bỏ một đống cát trước cửa. Ô ơi, cái đống cát này cô bỏ trước cửa nó to thế này, nó dơ thế này. Bây giờ con xúc cái đống cát này sang bên mép này cho cô nha. Thế mày xúc thì mày lấy tiền tao, tùy cô thôi. Cô cho con một lon gạo được, cô cho một con một chén cơm lành được. Ngày xưa ta làm sao mà bà Mai đi xa không đi làm giày da sĩ nghiệp mà lại tùy vô giúp việc? Bởi vì chị Mai có sự tính toán. Nếu đi làm giày da sĩ nghiệp, ngày xưa một tháng được 330 nghìn. Mà 330 nghìn đó nào là tiền cà phê, tiền dầu gội đầu, lâu lâu sinh nhật đó, rồi tiền ăn sáng, tiền ăn trưa. Ngày xưa ăn đi làm sĩ nghiệp trưa sáng mai về phải ăn tô hủ tiếu gõ, rồi là ăn đá bào, rồi lâu lâu đưa nhau ra ăn kem cấy, ăn vịt lộn. Cuối cùng 330 nghìn, mang tiếng là rơi mảnh đất ở ngoài miền Trung để vô Sài Gòn. Nhưng mà làm từ đầu tháng đến cuối tháng, tháng nào mà nhiều sinh nhật nữa là coi như là trên răng dưới cả tốt, chẳng có cái gì. Thế thì bây giờ phải làm gì ạ? Đi giúp việc đúng không? Cái giờ đó là bạn bè gì nữa, sinh viên gì nữa, đi giúp việc. Giúp việc thì cái gì ạ? Buổi sáng ra cơm nguội lên ăn, gặp những cái nhà giàu có hoan hỉ cho gói mì tôm, hai con tôm, rồi áo quần không phải mua. Cô ơi, chú ơi, bà ơi, cho con bộ áo quần con mặc, không mất tiền áo quần, son phấn không mất luôn. Cả đời có gặp bạn bè đâu son phấn. Đi làm giúp việc thì một tháng 30 ngày ở trong nhà gặp ai đâu, cần gì phải đẹp, đẹp chỉ cái giờ đó được. Cái nhiều người hỏi: ủa sao chị Mai yêu, yêu cái gì, yêu cái gì mà yêu? Bởi vì cái ý thức thoát nghèo, cái mong muốn thoát nghèo, cái ý chí làm giàu nó lớn gấp nghìn lần cái tình yêu. Nó là như này đó, chứ cái gì có cái giá của nó hết. Cho nên là em chỉ thấy được cuộc sống của chị Mai ngày hôm nay, nhưng mà em không có thấy được cái quá khứ của chị Mai nha.